Cụm từ vàng là cái cụm từ được quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại. Vài ngày vừa qua thì vàng lại tiếp tục tăng dựng đứng lên hơn 92 triệu đồng và hiện tại thì đang giảm xuống vài triệu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Và liệu vàng có thể tăng lên 110 đến 120 triệu đồng một lượng hay không? Và cái câu chuyện lưu ý về vàng như thế nào, Hiệp sẽ chia sẻ cho anh chị trong cái video ngày hôm nay nha. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp sẽ nói về vàng và sẽ cho anh chị thấy cái kịch bản nó rộng hơn một xíu, nhiều góc nhìn đa chiều hơn một xíu và những cái lưu ý nào trong cái thị trường vàng sắp tới. Và có thể Hiệp sẽ đưa ra một vài cái dự đoán để cho anh chị tham khảo nha. Nhưng thực tế thì trước khi đi vào phân tích, mọi người hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận đó, là xem anh chị nghĩ như thế nào về thị trường vàng. Hiện tại nó đang có ảo hay là không ảo? Nếu là anh chị đang có một khoản tiền dư dôi ra thì anh chị có mua vàng hay không? Anh chị trả lời giúp cho Hiệp hai cái ý kiến này nha. Và Hiệp sẽ đọc tất cả các bình luận anh chị ở bên dưới. Mà vì sao mà Hiệp lại chọn cái chủ đề như thế này để chia sẻ cho mọi người? Bởi vì Hiệp thấy một cái việc Hiệp mô hình trước đây thôi, nhiều cái quá trình đầu tư lắm, nhưng mà bây giờ để làm mà nó chính thống anh chị, kiếm tiền lâu lắm. Mà muốn giàu nhanh là phải thổi lên, phải ảo lên, phải làm nó đủ thứ trên đời hết ha. Càng làm cho thị trường nó rối ren bao nhiêu thì cái đối tượng mà chủ động làm cái việc đó họ lại càng gặt hái được lợi ích bấy nhiêu. Đó là cái mà không riêng gì thị trường vàng anh chị, cả về bất động sản cũng thế này, rồi cổ phiếu anh chị thấy không, thao túng thị trường. Vậy thì cổ phiếu là một cái thị trường nó rộng hơn và người nước ngoài họ tham gia vào được, doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào được, họ còn bị thao túng. Còn thị trường vàng ở trong nước của mình hiện tại là đang bị gói gọn, đến thời điểm này vẫn chưa được phép nhập khẩu thêm, vẫn chưa có đơn vị nhập khẩu thêm anh chị. Thì rõ ràng tổng số vàng ở trong nước nó có nhiêu đây thôi à. Rồi bây giờ họ cứ nhào nặng, nhào tới, nhào đuôi, nhào xuôi, nhào ngược cho anh chị thôi là họ kiếm tiền. Còn thực ra có bao nhiêu người thắng từ việc này đâu. Mình hãy để ý lại một chút xíu, hầu hết người thắng có phải là người dân không anh chị? Phần đông người thắng có là người dân không? Và cái số lượng người thắng, cái số tiền người thắng, cái tỷ lệ thắng của chúng ta nó được bao nhiêu? Hay là những người họ kinh doanh thì họ mới là người thắng lớn? Thì rõ ràng cái tỷ lệ của mình khi chơi một cái game nào đó mà tỷ lệ mình đang thua nhiều hơn là thắng thì đối với Hiệp là Hiệp không chơi. Còn đối với anh chị có thể có một cái bí quyết nào đó, hoặc là một cái luồng suy nghĩ, hoặc là anh chị có cái luồng thông tin từ bên trong thì đó là quyền của anh chị. Nhưng đối với Hiệp, Hiệp cân nhắc từ đầu, cái game này tỷ lệ thắng của mình rất là thấp, tỷ lệ thua cao. Còn khi mà mình thắng thì mình thắng ít lắm. Còn khi mình thua, có thể mình thua nhiều thì chắc chắn là không chơi luôn, bỏ qua luôn anh chị. Ở đây Hiệp không xúi nha, Hiệp đang chia sẻ, đang tản mạng với anh chị là Hiệp không xúi dục, không cổ suý cái việc anh chị mua hay không mua. Bởi vì mua hay không mua thì anh chị là người ra quyết định, Hiệp đâu có ra quyết định giùm cho mọi người được. Cho nên là Hiệp đang chia sẻ theo cái ý kiến cá nhân, theo cái phân tích cá nhân của mình thôi. Anh chị nào thấy hợp thì mình có thể tham khảo hoặc là mình ứng dụng theo, không thì mình bỏ qua, mình nhìn theo góc nhìn khác. Đó là cái điều đầu tiên, là tổng số lượng vàng ở trong nước nó chỉ nhiêu đó thôi. Hiệp đang nói why nha, cái phần nhập lậu tàu lao vô hoặc là làm thế này thế nọ thì Hiệp không nói, Hiệp không nói phần black vào đây. Hiệp đang nói là tổng số lượng theo cái quy định nhà nước là đang chưa tăng lên, nhưng mà bây giờ họ hoàn toàn có thể đẩy cái nhu cầu lên. Còn nhu cầu thật hay là nhu cầu không thật, đó là đôi lúc mình không biết được đâu anh chị. Ở cái khía cạnh người dân mình không biết và không kiểm soát được, cho nên là có thể họ sẽ dễ dàng thao túng hơn là cái việc là làm cổ phiếu. Và Hiệp mong chờ cái câu trả lời của anh chị là theo anh chị nhận định, ý kiến cá nhân từng người thôi, thì bây giờ thị trường vàng đang bị thao túng hay là không? Đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai nữa là mình nhìn vào một cái game thì mình thấy là cái game này mình rủi ro quá, thì tại sao mình cứ phải chơi cái game này, mình không lựa chọn cái game khác rủi ro mình ít và tỷ lệ mình thắng nó cao? Thì hoàn toàn có thể lựa cái game khác chơi nhé. Anh chị không chơi vàng thì anh chị chơi bất động sản, không chơi bất động sản thì chơi chứng khoán, không chơi chứng khoán thì chơi tiền kỹ thuật số, không chơi kỹ thuật số thì anh chị chơi đô la, cổ phần doanh nghiệp. Nhưng thực tế anh chị có thấy không, nhà đầu tư quanh quẩn những cái công cụ đầu tư này thôi, nó không có cái khác đâu. Cho nên là tiền nó sẽ chạy lòng vòng qua các cái công cụ đầu tư này. Vậy mình là ai ở trong cái quá trình đầu tư này? Đó là cái ý thứ ba thì muốn chia sẻ với anh chị. Mình là ai? Mình ở trong cái bức tranh này, mình làm được cái gì ở trong bức tranh này? Mình kiểm soát được bao nhiêu? Mình có cái phương án, mình có đội nhóm, mình có chuyên gia, mình có kinh nghiệm, mình có nhiều thứ để mình tăng tỷ lệ chiến thắng của mình lên hay không?
Thì đó là cái câu chuyện mình phải tự hỏi bản thân của mình. Và khi anh chị biết mình đang là ai trong cái cuộc chơi này thì anh chị hãy đầu tư. Còn nếu bây giờ mình mù mờ quá, anh chị thấy anh em bạn bè lên trên doanh công ty của mình, thấy mọi người ùn ùn đi mua vàng, rồi về nhà cũng thấy hàng xóm đi mua vàng, rồi gặp người thân đang ăn uống tham gia vào các buổi sinh hoạt với nhau, một cái buổi trà đá nào đó, vẫn thấy ô người nhà mình vẫn nói câu chuyện vàng, thấy ai ai cũng nói vàng, thôi mình nóng lòng quá mình đi mua vàng, mình sợ, nhưng mà mình chẳng có kế hoạch, chẳng có sự phân tích nào, thì chắc chắn nha anh chị, chắc chắn là rủi ro nó xảy ra rồi. Thì mình phải coi cái câu chuyện là các cái dòng tiền nó chảy trong các cái công cụ đầu tư này nè, mà mình phải xác định. Đó là yếu tố thứ tư. Yếu tố tiếp theo Hiệp chia sẻ với anh chị nha, cái yếu tố này là phân tích kỹ thuật đúng nghĩa luôn nè. Nhà nước sắp tới là cho nhập khẩu vàng, nhưng vàng ở trong nước so với vàng thế giới đang cao hơn khá là nhiều, đâu đó khoảng trên dưới 20 triệu đồng một lượng, một biên độ này nó quá lớn anh chị. Vậy thì nếu anh chị làm doanh nghiệp mà đang kinh doanh vàng, anh chị có muốn nhập khẩu vào để giảm giá thành của anh chị bán không? Hay mình giữ giá vậy mình bán cho mình kiểm soát nó tốt hơn và xin lời nó cao hơn? Bởi vì tôi có nhiều đại vàng thôi, mấy ông mua không? Ông không mua thì ông khác mua là hết, cho nên ông lo ông mua sớm đi. Mà ai cũng sợ như vậy, cho nên là cái gì? Là mình bán nó dễ. Bây giờ mình nhập khẩu thêm vô cái số vàng của mình nó to lên, tức là cung cái gì anh chị? Cung nó nhiều hơn. Mà cầu ở trong nước thì gì? Nó giữ nguyên, thậm chí nó đi xuống. Vì sao nó đi xuống? Bởi vì cái tâm lý, họ nói là tao không mua thì nó còn đó mà, đâu có mất đâu. Cho nên cái tâm lý họ, người mua giảm xuống, tức là cái đường cầu nó giảm xuống. Nhưng cái đường cung anh chị, nó cũng giảm luôn. Giá nó sẽ đau anh chị, nó sẽ tiệm cận với lại cái giá thế giới, cộng thêm một phần thuế phí thôi. Thì rõ ràng đứng ở trên phương diện kinh doanh, một người kinh doanh, một người hiểu về cái con số một xíu thôi, không cần nhiều, thì Hiệp nghĩ là cái khả năng mà mong muốn người nhập khẩu vàng để cho người dân mua vàng giá thấp thì họ sẽ không làm. Tỷ lệ làm rất là khó, bởi vì họ làm họ có lời, họ làm còn không có lời họ không làm. Tóm lại là như vậy. Cho nên là nếu anh chị là người được phép nhập khẩu vàng, doanh nghiệp anh chị được nhập khẩu vàng, anh chị đang kinh doanh vàng, đang thắng lớn lắm, anh chị có làm không để anh chị giảm cái số anh chị thắng xuống không? Ừ, khó ha, đúng không ạ? Khó. Đó là điều tiếp theo. Điều nữa là anh chị thấy nè, giá vàng thế giới trong dài hạn được dự đoán là có thể vẫn còn tiếp tục tăng, vẫn còn tiếp tục tăng nha anh chị nha. Thì bây giờ đâu đó khoảng 2.300 đô la một ounce, tức là nếu mà quy ra cái con số Việt Nam mình là khoảng hơn 70 triệu, hơn 70 triệu đồng một lượng. Nhưng thực tế thị trường là bán đâu đó quanh mức là con số 90 triệu đồng, thậm chí đến 92 một lượng trở lên. Vậy khi mà lên khoảng 3.000 thì đâu đó nó khoảng trên dưới 90 triệu đồng một lượng là so với giá thế giới, mà vẫn cộng biên độ như cũ, tức là khoảng 20 triệu, thì phải là vàng Việt Nam trong nước nó sẽ tăng lên 110 triệu. Mà lúc nào vàng trong nước cũng sẽ cao hơn mười mấy 20 triệu như thế này anh chị, thì vàng thế giới tăng, vàng trong nước nó tăng. Và cái người chơi, cái người bán vàng cho anh chị, họ sướng không? Họ thích không anh chị? Hiệp là Hiệp thích lắm. Nếu Hiệp là người kinh doanh vàng, cực kỳ thích luôn. Bởi vì kiểu gì kiểu mình ở không, mình kiếm lời một đoạn rất dày, cực kỳ đã luôn anh chị ha. Đó là mới làm white thôi, chưa kể mà càng tăng là lại càng làm black. Và nhiều vụ anh chị thấy là công an đã bắt, đã phanh phui ra rồi. Đó là yếu tố tiếp theo. Quá nhiều yếu tố cho anh chị thấy đúng không ạ? Quá nhiều yếu tố. Và thêm một cái nữa là nếu vàng cứ tiếp tục tăng như thế này thì đến ngưỡng không anh chị? Đến ngưỡng người dân sẽ không mua nữa, hoặc không còn tiền mua nữa, hoặc không dám mua nữa. Và cái lực bán ra ngoài anh chị, cái lực bán của người dân á, họ bắt đầu họ sẽ đi bán ra nhiều hơn. Thì thị trường vàng lúc này sẽ sụp đổ, bong bóng vỡ. Chắc chắn sẽ đến nước đó nếu kịch bản vẫn tiếp tục tăng. Thì sẽ đến cái giai đoạn đó. Nó không khác gì mà cái thị trường bất động sản mà thổi giá cứ đi lên liên tục, đi lên liên tục. Nhưng tại sao vẫn có người mua ở trên đỉnh anh chị? Bởi vì họ nghĩ là còn lên nữa. Còn cái ông mà thông minh, cái ông hiểu biết, hoặc cái ông ít tham á, là lên đến đây đạt kỳ vọng rồi là ông bán rồi. Cho nên là rủi ro của ông ít tham nó thấp. Còn cái ông nào mà cứ nghĩ là bây giờ mình bán rồi, tự nhiên mình vừa mới ký hợp đồng nhận cọc xong à, cái hôm sau nó bán nó chênh lệch mấy trăm triệu cái lô đất của mình, vậy thì tự nhiên mình bán cho nó mình mất mấy trăm triệu, cảm giác mình bị mất mát, chứ không nghĩ là cái cảm giác của thằng kia nó bị rủi ro. Nhưng mà lúc nào cái cảm giác con người là sợ mất mát, cho nên sẽ còn giữ. Thì vàng cái mô hình nó y chang như vậy anh chị. Và đến một giới hạn nào đó vàng nó sẽ sụp đổ nếu vẫn tiếp tục cứ tăng phi mã như thế. Và sụp đổ thì gì? Những cái nhà đầu cơ, những người thổi giá, những người mà làm ảo cái thông tin cho người dân mà để hút tiền của họ vào á, họ đâu mua vàng nữa, vàng giá cao rồi. Họ chuyển dịch cái dòng tiền này qua một cái mô hình kinh doanh khác, các cái ngón tay mới nãy Hiệp chỉ anh chị. Thì họ sẽ vào một cái thị trường khác và tiếp tục họ lại làm câu chuyện đó trong thị trường mới.
thì đó là cái vòng lẩn quẩn đi của những người đầu cơ, những người thổi giá, những cái băng bọn mà chuyên gia cứ thúc đẩy thêm cái luồng thông tin hoặc là họ neo đó anh chị. Bây giờ vàng á, thậm chí là để ý một xíu là mình ra ngoài mình thấy tiệm vàng á, cái người mua bây giờ nó rất ít nha anh chị nhé, mà người bán rất là nhiều. Và thậm chí Hiệp đọc một số cái comment đó là mang vàng ra bán họ không mua, hoặc là họ đóng cửa, hoặc là rất là nhiều cái lý do để họ tạo cái rào cản là để cho mình quay về. Và vì những cái rào cản nó sinh ra, những tỷ lệ người bán sẽ giảm xuống, vì trước đây 100 người đem ra bán là chắc chắn 100 người giao dịch thành công, thì bây giờ con số đó nhỏ hơn rồi. Và nhiều người họ bị nản, họ bị lý do họ quay về để làm gì? Ôi mấy ông mua vàng giá cao rồi, tôi mua vào cho mấy ông tôi đâu có lời, đúng không ạ? Cho nên là rất là nhiều cái câu chuyện anh chị hết sức là lưu ý là cái thị trường lúc này là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm cho tất cả các nhà đầu tư. Nên trong cái video tản mạng cũng chia sẻ để cho anh chị hiểu là có nhiều cái góc nhìn khác nhau, và chúng ta đang tham gia trong thị trường này, chúng ta đang nắm giữ cái gì, chúng ta đang có cái gì, chúng ta phải hoạch định một cách nó rõ ràng, chu đáo lên anh chị. Bởi vì cái hoạch định đúng của anh chị nó mang lại lợi ích rất là lớn cho mình và gia đình. À, nó mang lại lợi nhuận nè, nó mang lại tiền nè, nó mang lại cái sự hạnh phúc cho gia đình anh chị, đúng không? Còn nếu anh chị mà bỏ qua cái video này mà anh chị, hoặc là anh chị không có cái kế hoạch á, thì tự nhiên mọi thứ có thể nó sẽ phải đi xuống, thì lúc đó là cuộc sống gia đình mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, và cái chất lượng sống của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là qua cái video phân tích, Hiệp hy vọng là sẽ giúp cho anh chị có những cái nhìn nhận nhất định và có những cái kịch bản cực kỳ phù hợp với anh chị để anh chị đạt được tính hiệu quả cao nhất. Và nếu thấy video chia sẻ của Hiệp nó hữu ích, và nhớ khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bằng bấm like, bấm đăng ký kênh và bấm chia sẻ cái video này ra để nhiều người cùng nhận được với anh chị, để những người mà hay thổi giá ảo á, họ sẽ giảm đi một xíu cơ hội cho anh chị. Và ai ai cũng làm như thế thì chắc chắn là cái thị trường nó sẽ sớm bình ổn, và cái người dân sẽ tránh được việc là bị mất tiền nha anh chị. Và cảm ơn anh chị đã xem, và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.